Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Siêu phẩm bàn thắng được ghi ở tư thế khó tin năm 2020. Phút 28 trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League giữa chủ nhà Lasslin và Manchester United. Tiền đạo Ighalo đã có pha xử lý đẳng cấp và ghi bàn thắng trước sự thán phục của các đồng đội. Tiền đạo Ighalo tiếp tục khởi đầu tuyệt vời của mình tại Manchester United với pha solo ghi bàn tuyệt vời vào lưới Lasslin tại Europa League. Màn trình diễn thăng hoa này được huấn luyện viên Solskjaer và các đồng đội vô cùng ngưỡng mộ. Cùng điểm qua lại hơn 50 siêu phẩm bàn thắng được ghi ở tư thế khó tin năm 2020 nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Nói đến các môn thể thao thì bóng đá chính là môn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Mỗi giải đấu đều có những cầu thủ xuất sắc và những bàn thắng bóng đá đẹp mắt. Đó là thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi trận đấu. Mặc dù chúng ta mới chỉ bước sang năm 2020 được vài tháng, nhưng đã có rất nhiều siêu phẩm được tạo ra trên khắp các mùa giải. Ngay bây giờ, hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại những bàn thắng khó tin được ghi bởi các siêu sao 2020. Phút 88 trong trận Brighton gặp Chelsea, bóng bật ra từ Lewis Dunn sau tình huống phạt góc. Trong tư thế xoay lưng với khung thành, Jan Hambas đã không nghỉ ngơi quá lâu, nhảy lên và thực hiện cú xe đạp chống ngược đưa bóng vào khung thành Chelsea. Các cầu thủ của đội khách choáng váng, còn người hâm mộ Brighton mất một giây để nhận thức được họ vừa thưởng thức một tuyệt phẩm kinh điển. Tôi chắc chắn đó là bàn thắng của thập kỷ, huấn luyện viên Potter nói. Tôi đã không dự đoán được ý định của Alireza, chỉ có thể nói tôi thực sự hài lòng. Trong lần hiếm hoi được huấn luyện viên trưởng Maurizio Sarri trao cho tấm băng thủ quân, chân sút trẻ người Argentina Paulo Dybala đã có màn trình diễn hơn cả mong đợi. Phút thứ 58, từ đường kiến tạo thuận lợi của Higuain, Dybala tự tin dứt điểm đưa bóng nằm gọn trong mảnh lưới đội khách và báo chí Ý đã lập tức ghi nhận đây chính là một siêu phẩm của chân sút người Argentina. Trước đối thủ gặp sức mạnh nghiêm trọng về lực lượng là Newcastle, Leicester đã không gặp mấy khó khăn trong việc giành trọn 3 điểm dù không có được sự phục vụ của Jamie Vardy. Leicester dễ dàng làm chủ thế trận ngay trên sân St James Park và chơi áp đảo ngay sau hồi còi khai cuộc, liên tiếp tạo ra cơ hội. Bị dẫn trước lại phải thi đấu trong cảnh thiếu người bất đắc dĩ. Không có gì khó hiểu khi Newcastle tiếp tục nhận thêm bàn thua. Hamza Choudhury là người ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách Leicester với cú sút xa tung nóc lưới hết sức đẹp mắt. Phút 76 của trận đấu giữa Barca và Granada trên sân Camp Nou diễn ra rạng sáng ngày 20 tháng 1. Dàn sao của Barca với Antoine Griezmann, Arturo Vidal và Lionel Messi có pha phối hợp đẹp mắt tạo ra bàn thắng. Trong tình huống này, Vidal giật gót điều nghệ kiến tạo cho Messi. Đối mặt khung thành, Messi xử lý rất hoàn hảo công việc của mình. Anh chỉ cần thực hiện pha dứt điểm rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy hiểm hóc để đánh bại thủ thành Rui Silva. Pha lập công của Leo cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Ở trận này, Barca của tân huấn luyện viên Quique Setién trình diễn thứ bóng đá rất sôi động. Messi và các đồng đội liên tục thực hiện những pha bực nhã đẹp mắt. Lille là đội bóng luôn thi đấu rất khó chịu trên sân nhà nên huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Nhà cầm quân người Đức bố trí Mbappe và Icardi đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Neymar và Di Maria. Cặp tiền đạo trung tâm là sự kết hợp của Guedes và Verratti. Lille mạnh dạn cầm bóng và sẵn sàng chơi đôi công với PSG. Vì vậy, trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 28, Neymar thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt, bóng đi hiểm khiến thủ môn Lille không thể cản phá dù bay hết tầm với.
Trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 giữa Real Madrid và Valencia được tổ chức tại Ả Rập Saudi rạng sáng ngày 9 tháng 1. Hàng tiền vệ của huấn luyện viên Zinedine Zidane đã giúp ông hái quả ngọt khi cả 3 bàn thắng của Real đều được ghi từ các tiền vệ. Toni Kroos là người mở tỷ số cho Real với bàn thắng đẳng cấp ở phút 15. Real được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, nhận thấy thủ môn Jaume Domenech của Valencia mất tập trung. Kroos quyết định tung cú đá thẳng táo bạo. Trái bóng từ chấm đá phạt đi theo một đường cong và cắm thẳng vào khung thành trong sự bất lực của Domenech. Khi anh nhận ra tình hình thì đã quá muộn. Ở trận bán kết lượt đi League Cup 2019-2020, trận derby giữa Manchester United và Manchester City đã diễn ra một cách gay cấn và cái kết đã không làm chiều lòng những người hâm mộ của quỷ đỏ. Ngay phút 17, Man City đã tìm thấy bàn mở tỷ số vào lưới MU. Bernardo Silva chứng tỏ phẩm chất ngôi sao với một cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc cao không cho thủ môn De Gea cơ hội cản phá. Phạt thành bàn từ giữa sân nghe thì có vẻ vô lý, nhưng điều đó lại trở thành sự thật. Lại càng vô lý hơn khi chủ nhân của nó là một tiền đạo không quá tên tuổi của một câu lạc bộ chưa bao giờ được đánh giá là mạnh ở Serie A. Vậy mà Josip Iličić của Atalanta đã khiến cho tất cả thực sự phải ngỡ ngàng. Trong khi đối thủ còn bàng hoàng thì anh chàng đội trưởng Gomez đã hài hước quỳ xuống để đánh giày cho người hùng vừa mới lập công. Rất nhiều fan MU đã lo lắng khi đội nhà phải đối đầu với Tranmere, nhất là khi đội nhà phải làm khách trên mặt sân cực xấu Brampton Park. Phong độ của MU tương đối thất thường và nỗi lo sảy chân là có thật. Thế nhưng, tình huống trung vệ Harry Maguire đi bóng như chỗ không người trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa mở tỷ số ở phút thứ 10 là một minh chứng cho cách biệt đẳng cấp giữa hai đội bóng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Maguire trong màu áo MU. Không ra sân rạng sáng ngày 16 tháng 1 vì lý do sức khỏe, Ronaldo dù vậy vẫn có thể bày tỏ niềm vui với đồng đội từ khán đài khi Juventus bùi dập một đại diện khác ở Serie A là Udinese bằng cơn mưa 4 bàn thắng tại thánh địa Allianz Stadium trong khuôn khổ vòng 1/8 Coppa Italia. Đây là một pha đập nhã đến 3 lần giữa Dybala và Gonzalo Higuain như trốn không người, xuyên thủng hàng thủ Udinese để rồi Higuain ghi bàn mở tỷ số ở phút 16. Bạn vừa chiêm ngưỡng lại những bàn thắng khó tin được ghi bởi các siêu sao 2020. Bạn ấn tượng với pha ghi bàn nào nhất? Hãy chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.